Trung xin chào quý cô bác anh chị nhá và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại là Trung đang chở vật liệu cho anh Ước tại TV trở lên trên bản bốc trăm cho gia đình nhà chú Báo. Trưa nay thì gia đình nhà chú Báo có gọi điện lại cho Trung rằng thiếu vật liệu, thì Trung lại chở tiếp vật liệu lên để cho gia đình hoàn thiện nốt công trình của mình. Đấy, tranh thủ trời đang nắng như này. Đấy, trước mặt Trung đây là cánh đồng này. Đấy, lúa rất là đẹp. Ở bên kia thì lúa chín rồi, mọi người cũng đang gặt rồi. Đấy, còn trước mặt Trung đây là lúa nếp ấy. Đấy, mọi người để làm cốm. Đấy. Bây giờ Trung đang đợi hai vợ chồng của em ra. Hôm qua thì Trung lên lán của em Sinh ấy, thì chú Hải cũng có nhờ Trung mua cho chú đấy 4 tấm tôn. Đấy, để cho chú đấy với lại em Xính làm nhà bếp cho em Xính. Đấy, thì bây giờ chúng cũng đang đợi hai vợ chồng của em ra. Đấy, đợi để mọi người tiếp tục chuyển tôn lên. Đấy, trước mặt chúng đây là con đường lên trên lán của em Xính nhé. Anh chào em nhá. Hai vợ chồng vừa đến nơi à? Em chào anh ạ. Ừ. Chào anh Trung nhá. Ừ. Đấy. Em là em Trương như nhỉ? Vâng. Ừ. Em trai Xính. Em trai của em Xính à? Vâng. À. Lúc nãy em Xính gọi cho anh anh già mà. Vâng. Anh già là anh trai nhỉ? Anh trai cả xong à, mới đến em Xính mới đến em à? Anh Xính là anh trai em thứ hai. Ờ. Tôn này khá dài đấy em ạ. Chẳng biết anh Xính là định lập cái nhà bếp sao ấy. Định lập nhà bếp. Đấy, hôm nay cũng có rất là nhiều người gọi điện lại cho anh bảo là lập cái nhà bếp ấy bằng cái tôn này này thì sợ rằng nó hỏng nhanh ấy. Ừ. Trước anh Xính bảo là lập lá cọ ấy. Đấy, lập lá cọ mà hôm qua chú Hải chú đấy thay đổi quyết định lập tôn này, tôn mỏng này này. Tôn xốp thì lập cũng được mà tôn xốp thì lại chuyển cái chỗ này thì chuyển khó. Đấy, cũng đường lên lán của em Xính thì đi lại khó khăn quá. Bếp thì nó kiểu nó hơ lên bếp thì nó cũng thế không đẹp. Ừ. Được một thời gian nó lại có màu ngay mà nó hỏng nhanh lắm. Ừ. Còn cái tôn này ấy thì nó rất là mỏng, nó gặp cái khói ấy, bếp ấy thì trời mưa xuống nó oxy hóa rất là nhanh. Đấy. Nếu mà lập tôn này thì phải là lập lá cọ ở bên dưới một lượt qua đi xong rồi mới lập cái tôn này lên bên trên thì được. Đấy, chứ lập không cái tôn này thì chắc là nó sẽ không được lâu. Đấy. Lập cỏ trước thì lại không đóng được cái này, nó thằng gió lên nó lại đóng bay đi. Đúng rồi, cũng khó nhỉ. Hay là lập một lượt lá cọ ở bên dưới trước, bây giờ chú đấy đã mua sắn rồi, như này cũng khó đúng không? Đấy. Còn nếu mà lập nguyên cái tôn này thì chắc chắn là sẽ không được lâu. Bởi vì là bếp mình ấy nó có khói mà. Đấy, mà nấu nướng liên tục cái này nó hỏng nhanh lắm. Ừ. Nhà bếp thì nếu mà tiện thì lập tấm lập là vẫn là tốt nhất. Lập cái lá cọ ấy thì cũng rất là sợ. Trời nắng khô hành như này sợ nó cháy ấy. Mà cái con đường này nếu mà chuyển tấm lập thì úi dồi, làm sao chuyển được. Không chở đi được. Vác nó cũng đủ nặng. Thế tí nữa em Xính có xuống đây không? Như anh Xính không xuống được sao ấy? Em Xính không xuống được à? Thế hai vợ chồng khác lên à? Thế một mình liệu có vác được cái chỗ này không? Hay là có như mẹ nào? Mẹ cũng sang đây thăm anh Xính. À có mẹ nữa à? Vâng. Mẹ đi trước rồi à? Mẹ ở trên này đợi mang tấm lập về mẹ hộ. Mẹ hộ á? À? Vâng. Ừ, thế mỗi người một đầu em ạ, cho đỡ nặng. Xong rồi lại đi một mình vác này nó vướng lắm. Nó dài này mà, 3m8 mà em. Xong là em giúp anh cầm cái hóa đơn với lại cầm tiền thừa vào cho chú Hải giúp anh với nhá. Em Trương nhỉ? Vâng. Đấy, tổng hết là vào 1.000.000.
50.000. Đấy, hôm qua thì chú Hải có đưa cho Trung là 1.500.000. Đây em cầm hóa đơn. Em gửi lại cho chú Hải là 500.000 giúp anh với nhá. 500.000 này. Còn tôn này thì anh trợ giúp thôi. Đấy, tổng hết là 1.050.000. Còn lại 450.000, nhưng mà cứ đưa 500.000 cho chú Hải nhé. Xong là gửi lời cho anh cảm ơn chú Hải giúp đỡ cho em Xính. Còn bây giờ thì em đi theo đường này, đi một đoạn nữa là đến rồi. Đấy, park này, rẽ chỗ kia lên, cũng khá xa đấy. Hôm qua anh lên đi khiếp lắm. Xính hôm qua đèo anh mà. Đường khô một tí. Hôm qua đường khô hơn nhiều. Mà tối qua không mưa thì hôm nay đường đỡ hơn rồi, nhưng mà lại Xính lại làm sao mà đèo được cái này đi. Không đèo được đâu. Vác thì được. Đấy, lên thì cứ nói qua cho chú Hải xem chú đấy tính như nào nhá. Đấy, cái tôn này này, bảo là chú đấy bảo lập nó sợ nó không được lâu ấy. Đấy. Nếu mà có cái lá cọ là có cái gì, nếu mà có cái giải pháp nào mà mình lập xuống dưới này này. Đấy, một lớp nó đỡ hơn. Chứ còn bây giờ lập nguyên tôn như này thì nó không được lâu ấy. Đấy, thôi hai vợ chồng đi đi. Gần muộn rồi. Khá nặng ấy. Đấy, từ từ. Cẩn thận nhá em nhá, cái chỗ này này rất là sắc này em ạ. Đấy, em quay lại một lần nữa. Đấy. Chỗ này cũng khiếp nhỉ. Cái chỗ này thì em đã cầm cái chỗ này này, rất là sắc. Hay là em quay xuống bên dưới được không? Tầm này thôi. Tầm này à? Thôi anh em giúp đỡ lẫn nhau nhá. Xính rất là nghị lực ấy. Hôm qua là anh phải nể luôn. Ô, em ngồi lên á. Ngồi lên liệu đi được không? Ôi đi bộ thôi em ơi. Đi bộ xem như nào. Vác thì là để cho vợ ra ngoài đã. Hai vợ chồng đi nhá. Xin chào. Hai vợ chồng của em Trương giúp đỡ em Xính nhé. Vác tôn lên. Vác tôn lên đến lán em Xính chắc hiện tại là bây giờ hơn 3 giờ rồi. Vác đến nơi cũng chắc là tối. Đi bộ rất là lâu, đi xe máy thì nhanh thôi. Tầm khoảng độ 15-20 phút, còn đi bộ chắc hơn 1 tiếng. Nhưng mà vác đồ nữa chắc phải tầm khoảng 2 tiếng mới đến nơi. Mà tôn thì cũng khá dài cho nên là đi lại cũng rất là vướng. Chúng lại tiếp tục công việc của mình, chở vật liệu để trên bản bốc trăm cho gia đình nhà chú Bảo. Con đường của chúng lên bản bốc trăm ở tít ngoài kia cơ. Đấy, chúng vào trong này cũng có gần 1 cây số. Đấy, vào làm sao để gần nhất cho em Trương. Đấy, hai vợ chồng em chuyển cho em Xính đỡ được một đoạn đường. Bây giờ thì chúng lại tiếp tục theo đoạn đường này ra, xong là theo đường bê tông ở ngoài kia, xong là lên trên bản Pồng Trăm. Chúng cũng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô ba anh chị và mọi người ở những video tiếp theo.